Vâng, xin mời quý vị hãy cùng hướng trở lại sân khấu để đến với một tiết mục vô cùng đặc sắc mang tên Đêm Trung Thu của các bạn nhỏ. Thiên thần chủ mầm non kỳ đầu, một tràng pháo tay cho tiết mục của các bé được không ạ? Vỗ tay to lên nào quý vị ơi! Thing.